Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã đến với dụng cụ cơ khí Thanh Trúc và mình là Hoàng ha. Hôm nay Hoàng sẽ review cho anh em một cái mẫu túi rất là đẹp của nhà Quật Rồ này. Đó. Hàng đeo rất là đẹp nha anh em, nó thương hiệu Quật Rồ. Với cái mẫu túi này thì anh em xách nhìn nó cũng rất là ok nha anh em, dày dặn và nó sẽ có một cái đế nhựa dày nha anh em. Đó, chống nước, chống va đập, chống trầy máy rồi này kia, rất là ok ha. Này coi mình có thể để máy được nha anh em. Đối với những cái mẫu túi này đó. Về cái phần kích thước á, thì ở đây thì túi này sẽ có kích thước là 16 inch 410 mm nha anh em. Chiều dài nó sẽ là 41 cm nè, còn chiều ngang sẽ là 23 cm và chiều cao sẽ là 27 cm nha anh em. Đó, thương hiệu Quật Rồ, có mã hàng là WB 281007. Cái size này là size vừa vặn rồi nha anh em, anh em có thể để máy móc nè, đồ nghề linh tinh mang đi sửa chữa lưu động rất là ok ha. Về phần phía trước thì anh em sẽ có một cái phần như thế này ha. Bên đây thì anh em để những cái bút, những dụng cụ vẽ rồi anh em để đây ha. Còn phần này thì anh em để nói chung những cái đồ vật linh tinh của anh em để cũng rất là ok ha. Phía sau thì nó vẫn có ba ngăn nha anh em. Đó, ba ngăn như này thì anh em để những ốc vít linh kiện đồ này kia, mấy cái loại mà nó ít rớt á thì anh em để ngoài nha. Còn phần bên hông nó vẫn có hai cái học nha anh em. Đó, học bên đây nữa. Rồi, dây đây là cái dây đeo. Còn mở ra ở phần này thì nó sẽ được thiết kế một cái dây kéo rất là dày dặn nha anh em. Thì những cái túi đồ nghề thường thường người ta thiết kế dây kéo hoặc là những cái dây kéo phải lớn nha anh em, chịu được lực nhiều người ta mới rất là ok nha anh em. Mình để máy móc đồ này, đôi khi nó nặng á. Phần bên trong ở đây sẽ là một cái phần rỗng nha anh em. Đó, cái đế đó anh em thấy không? Đế nhựa nha. Đế này thì anh em đi mưa chống nước rồi rất là ok ha. Không có sợ bị gì. Thì cái phần đình là đê. Túi đồ này này, anh em mình để một cái máy thì nó rất là dư nha anh em. Cái này mình thể để 3 4 máy rồi rất là ok nha, máy pin á anh em. Còn ở những cái phần rỗng bên đây, anh em sẽ thấy được nhiều cái học ha. Nó nhiều cái học như này. Cho anh em để những cái ốc vít linh kiện, những cái đồ nghề tô vít, những cái đồ vật nhỏ nhỏ ở trong những cái hộc này mang đi rất là tiện ha. Rồi mình sử dụng xong mình kéo khóa lại thôi, khóa kéo rất là mượt mà nha anh em, lớn nữa cho nên là nó tải nặng được nha anh em. Đó, mình lấy như này mình mang đi thôi, đẹp vừa vặn với cái kích thước này. Và giá hiện tại bên Hoàng đang cung cấp là khoảng 300 mấy anh em. Có gì anh em liên hệ lại Hoàng nha, hoặc là Hoàng sẽ để cái báo giá chi tiết để cho anh em phải mua hàng ở cái số điện thoại nha anh em. Rồi, anh em nào cần những cái dòng túi đồ nghề như thế này, hộp màu thủy, hộp màu xanh nè, rồi anh em thích thương hiệu Quật Rồ thì anh em có thể đặt hàng qua số điện thoại trên ha, hoặc liên hệ Hoàng để Hoàng báo giá cộng kèm phí ship cho anh em ha, nhận hàng, xem hàng, thanh toán. Đó, cảm ơn các anh em nha. Hẹn các anh em ở những cái clip tiếp theo.